Ở góc trên bên tay phải map daybreak là yellow, ô tốt màu yellow luôn. Ở góc dưới bên tay trái là anh nâu Z màu xanh lam. Ở game đầu tiên thì một pha chết bay đã nổ ra và người giành chiến thắng là nâu. Game thứ hai này yellow liệu sẽ thi đấu như nào để trên cái map daybreak anh ấy chọn để gỡ lại. Vâng, vừa xong một pha mid micro kéo một con probe ra, lại là hơi tâm lý một chút, và con probe này thậm chí đem tiền nhà mình đem đi ra chỗ khác, rất không hiệu quả. Vẫn như game trước, Yellow đem con probe đầu tiên đi scout ngay. Pylon đã được hoàn thành và có vẻ như anh ấy đang QQ rất nhiều probe và có lẽ là sẽ là một pha next first một lần nữa. Vâng, con drone của anh Nau lần trước Yellow đã deny việc expand của Nau rất là lâu nên bây giờ Drone đã lao ra tấn công con probe của Yellow ngay lập tức. Vâng, multitasking rất là tốt. Yellow đã kéo con probe vừa micro vừa kéo con probe ở nhà ra xây nexus. Vâng, còn thực ra Z của chúng ta thì còn lâu mới có đủ tiền để xây hatchery nhưng vâng, anh ấy đã xây pool trước. Còn probe này liệu có một pha đặt pylon nữa hay không? Vâng, có vẻ như là Yellow đặt ngay cái pylon xuống để deny được đối phương expand thêm một khoảng thời gian nữa. Sau khi pop hoàn thành, Yellow đặt ngay cannon xuống. Hiện đang có 6 Zeppelin, một Zeppelin đang phá pylon ở mỏ 2 và 5 Zeppelin lao thẳng sang nhà của Yellow và có vẻ như anh ấy phát hiện ra nên một lần nữa anh ấy đã cuốn kín mỏ 2 của mình lại bằng pylon, cannon và hết đuôi. Vâng, cannon hoàn thành rất kịp lúc. Và có vẻ như Yellow vừa cancel một cái pylon ở đây đi và có lẽ là sẽ dành một lối đi cho mình. Nào lại một lần nữa double expand, như vậy là opening từ phía hai bên khá giống với trận trước. Một probe của Yellow đem ra ngoài có lẽ sẽ bị tiêu diệt ngay bởi đàn chó này. Rất đông, rất hung hãn. Yellow đặt ra genetic core phía sau cái fork. Cái vị trí đặt pylon như thế này theo tôi thấy là khá mạo hiểm. Chỉ cần nếu mà anh nào mà thực hiện một pha bailing bird thì cái pylon này mà sập thì canon gate và core ở xung quanh đều mất điện hết ngay. Tuy nhiên là không có bailing nào cả, hai bên đều đang đánh rất rất với tư tưởng rất là macro, rất cống hiến thôi các bạn. Upgrade cộng 1 ngay lập tức là hoàn thành, được bắt đầu. Zeppelin có lẽ sẽ run by. Vâng, run by được rồi. Rất khéo léo, có 5 con Zeppelin đã vào đến mỏ 2 của tốt. Vâng, chỉ việc micro như này thôi anh nào đã deny được việc khai thác của đầu khá lâu. Tuy nhiên là có một reload, đứng ở vị trí như này thì có lẽ reload sẽ tiêu diệt được Zeppelin được thôi. Vâng, micro rất khéo, anh nào đã kéo ngay con Zeppelin ít máu về phía sau. Vâng, bây giờ chỉ còn hai con Zeppelin như này có lẽ không làm được gì nhiều nữa rồi. Như vậy tiếp tục là 4 ga cho Yellow. Một Zealot đem ra chiếm Senaga Tower. Ồ không,
Như vậy là Zilot này có lẽ sẽ lao một lần nữa lao ra mỏ 3 của đối phương để tấn công Queen. Rất có thể là như vậy. Hiện giờ thì có một Sentry được xây. Không có một Sentry này thì những pha Zeppelin run by sẽ đỡ đáng sợ hơn. Ba gate một robot được xây phía trong, như vậy nâng tổng số gateway của Yellow lên là con số 4. Vâng, một Mind Caller sắp hoàn thành, như vậy con Zilot này có lẽ không làm được gì nhiều. Vâng, với tầm bắn 5 rất khó chịu, Zilot hoàn toàn không thể làm gì được. Và bây giờ thì nó tiếp tục drone up. Đã có một Spy Caller ở mỏ 3. Chúng ta cùng nhìn qua thì có vẻ như income của Z đang vượt trội hơn với 51 drone. Còn số lượng probe chỉ có 43 mà thôi. Liệu một pha thăng minh attack hay không? Hiện giờ Robotic Bay đang được xây. Observer đầu tiên, vâng, Observer được giảm thời gian xây còn 30. Một búp cho Protoss. Vâng, Immortal đang được xây. Mỏ 3, Yellow đặt xuống. Nhà Rose Warden đã được hoàn thành. Có vẻ như là anh Nau sẽ tiếp tục đánh lại build của game trước với Zeppelin và Roach. Tầm nhìn của hai bên đang khá là không cân bằng khi Nau đang chiếm tới hai Xenaga Tower, nhưng cũng không có gì nhiều. Điều quan trọng là con Zeppelin này chuẩn bị phát hiện ra việc Nau expand. Vâng, có vẻ như Sentry đâu. Vâng, đã lao xuống tiêu diệt con Zeppelin này rồi. Thêm Shandong nữa được đặt xuống sau khi thấy đối phương phát hiện ra mình expand. Quá cẩn thận một chút thì phải. Mỗi một canon khá là đắt, 150 mg. Upgrade Extended Thermal Line cho Colossus, nâng tầm bắn của Colo lên 3 điểm, từ 6 lên 9. Còn với việc phá cục đá như này thì anh Nau sẽ có lợi hơn trong combat ở vị trí này khi đối phương có Sentry và Colossus. Hiện một Observer của Yellow đang bay đi scout đến mỏ 3 và sẽ rẽ lên mỏ 2 đối thủ. Hiện một con Overseer cũng đang scout nhà của Yellow và có vẻ như đã thấy hết được tất cả những gì cần thấy rồi. Hai Stalker ra tấn công, liệu có tiêu diệt được con Overseer này hay không? Có thể thấy là không được rồi. Cũng có thể nói là vừa xong thì anh Overseer lại không đẻ trên Link, việc thường thấy của các Z. Có lẽ là thôi, anh ấy có lẽ là không cần thiết khi mà con Overseer này đã quan sát được hết rồi. Một Twilight Council được xây phía trong. Mỏ 4 được anh nào đặt xuống. Infestation Pit đang được xây. Có vẻ như sẽ có Infester trong trận đấu này. 9 Muta một lần nữa được xây. Vẫn là cái build lần trước. Có lẽ là Infester sẽ cái Infestation Pit có lẽ để take đời 4 để, à lên 2 cho Z, chứ có lẽ là theo tôi thấy thì với cái build hiện tại với nhiều muta như này thì có lẽ sẽ khó có Infester. Thậm chí upgrade cộng 1 cho muta đang được xây. Upgrade có vẻ như là 1-1 đã hoàn thành và Yellow sẽ có một đợt push bằng Colo, Stalker và Sentry. Vâng, Zeppelin đang có lẽ sẽ có một pha run by vào mỏ 3 của Yellow rất nguy hiểm.
Và chắc chắn Pharan, nếu anh ấy run bài thì chắc chắn sẽ thành công rồi. Với chỉ có từng này cái canon và khá lộ liễu như này thì sẽ khó mà bảo kê được cho mỏ ba này. Và liệu có một pha chết bay nữa hay không, khi mà hiện giờ hai bên đều đang có xu hướng tấn công. Mỏ 4 được đặt xuống và có vẻ như vâng, Mau đã lao vào và Yellow cũng vậy. Cả hai đều đang tấn công mỏ 3 của đối phương. Đông thân phá bây giờ thì đồng số này hoàn toàn lộ liễu, hoàn toàn sơ hở, hoàn toàn và không thể di chuyển được, chắc chắn tất cả những người rồi, không thoát một con nào hết. Mỏ 3 của Nau cũng đã bị phá. Mutang lao sang nguyên bay của đối phương. Không, thực ra là vào từ lúc nãy rồi. Và Probe cũng đã kéo đi Onin rồi thưa các bạn. Và chết bay nữa. À, hai bên đều đang tấn công rất mãnh liệt. Mỏ 3 của Yellow bị phá. Probe và Drone vừa có một pha đi chéo nhau thành hình chữ X. Và bây giờ thì có vẻ như Nau sẽ dựa vào rất nhiều Muta để phá nhà. Theo tôi thấy thì Yellow nên kéo, vâng, có vẻ như Yellow không đủ mineral để xây một nhà ga cho anh ấy nữa rồi. Vâng, như vậy nếu anh ấy bị phá xong thì bay là chết hết. Cùng chờ xem kết quả như thế nào đây. Yellow anh ấy không còn cách nào để tăng lượng mineral của mình lên 75 để xây ga hay lên 100 để xây pylon nữa rồi. Vâng, có lẽ đây sẽ là một good game. Yellow quyết định quay về defense. Vâng, good game.